Lại nữa thiện hiện, nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, giả sử có ác ma giả dạng bí xô, đến chỗ vị ấy nói như thế này, Pháp của các ông tu hành là Pháp sanh tử, chẳng phải do Pháp này mà đạt được trí nhất thiết trí, nay các ông nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ, chứng nhập, niết bàn. Khi ấy ác ma liền nói cho Bồ Tát nghe Pháp tương tợ đạo, đoạ sanh tử, đó là quán tưởng hoặc quán tưởng xanh bầm, hoặc quán tưởng mù vỡ ra, hoặc quán tưởng xình trướng, hoặc quán tưởng trùng ăn, hoặc quán tưởng chuyển thành màu đỏ, hoặc từ hoặc bi hoặc thỉ hoặc xả, hoặc sơ thiền hoặc cho đến đệ tứ thiền, hoặc không vô biên xứ, hoặc cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi bảo Bồ Tát đây là chân đạo chân hạnh. Ông tu đạo này, hạnh này sẽ đắc quả dự lưu hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác. Ông do đạo này, do hạnh này mau hết tất cả sanh, lão, bệnh, tử, chứ chịu khổ sanh tử lâu làm gì? Thân khổ hiện tại còn nên nhàm chán vứt bỏ, huống là cầu thân khổ ở tương lai nên tự suy nghĩ kỹ bỏ sự tin tưởng trước kia đi thì này thiện hiện đại bồ tát ấy khi nghe lời đó tâm họ bất động cũng chẳng sợ hãi nghi ngờ chỉ nghĩ thế này nay bí xô này làm lợi ích cho ta chẳng nhỏ có thể vì ta mà nói đạo pháp tương tự khiến ta biết đạo này chẳng thể chứng quả dự lưu hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, uống là có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại Bồ Tát ấy nghĩ như thế rồi, phát sanh hoan hỉ sâu sắc, lại nghĩ tiếp, nay bí xô này rất ích lợi cho ta, vì ta mà phương tiện nói pháp trở ngại, khiến ta biết rõ, pháp trở ngại rồi đối với đạo ba thừa tự tại tu học này thiện hiện bấy giờ ác ma biết bồ tát ấy tâm rất vui mừng lại nói thế này này thiện nam tử ngươi có muốn thấy các đại bồ tát trải qua thời gian lâu xa siêng năng tu hành hạnh vô ích chăng đó là chúng đại bồ tát trải qua hàng hà xa số đại kiếp dùng vô lượng các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, của cải, hương hoa, vân vân thượng diệu, để cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, hằng hà, xa số, chư Phật, thế tôn, lại ở chỗ hằng hà, xa chư Phật, tu hành bố thí ba la mật đa tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng ở chỗ hằng hà xa chư phật học an trụ pháp không nội học an trụ pháp không ngoại Nội pháp không ngoại, không không đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, học an trụ chân như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.